thưa các quý đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng bạn bè, trai dâu, gái rể, cháu chắt, người ngoài của tổ. Ngôi từ đường phát tộc khu vực 2 đã được xây dựng và hoàn thành. Ngày hôm nay, trong họ tổ chức lễ cắt băng khánh thành và đưa công trình vào sử dụng để phục thờ tổ tiên. Ngày hôm nay, với tâm đức của con cháu tổ, hướng về tổ đường, mọi người đã thành tâm hướng về với tổ tiên và dâng những tấm lễ, những tấm lòng công đức của con cháu tổ đối với tổ đường. Ban tổ chức tổ xin ghi nhận và trân trọng mà kính mời các bà, các cô thể hiện phần tế nữ tế ba cửa để đi vào chương trình. Ban tổ chức trưởng xin trân trọng kính mời các cụ, các ông trong họ nổi ba hồi chuông chiêm trống kính tổ. Một đại biểu thay mặt cho đoàn lên đặt tấm lễ và kính mời một đại biểu lên điều hành chương trình. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
đồng quý
Ban chiều à
Yeah.
Sáng nay các bà các cô là con cháu tổ, là những cái họ, dâu họ, con cháu nội ngoại của tổ đã thể hiện chương trình tuần tế kính tổ. Trân trọng giới thiệu và kính mời ca sĩ Hồng Nhung, cán bộ của phòng văn hóa huyện Giao Thủy lên thể hiện chương trình văn nghệ chào mừng. Mở đầu chương trình là bài hát văn phúc ấm tổ tiên. Xin trân trọng kính mời ca sĩ. Thi công tích cực dưới trên đồng lòng.
Trong ngày hôm nay này,
các quý đại biểu, các quý khách đã và con cháu tổ đã hoan hỉ phấn khởi về dự, chúc mừng công trình và chiêm bái tổ. Chỉ còn ít phút nữa bước sang năm mới, năm hai ít ngày nữa bước sang năm mới 2020 và chào đón xuân mới, xuân Canh Tí, một mùa xuân tràn đầy sức sống, bao hứa hẹn và sự thành công đến với mọi người. Thay mặt cho ban tổ chức xin có lời kính chúc tới tất sức khỏe tới tất cả mọi người an khang thành đạt, chúc buổi lễ cắt băng thánh nhành thành công rực rỡ. Về giờ lễ cắt băng thánh nhành hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu về phía lãnh đạo đảng chính quyền địa phương. Tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Nguyễn Văn Bốn, thường vụ đảng ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, ông Phạm Văn Chiến, chủ tịch ủy ban mặt trận xã và các đại biểu thay mặt cho các ban ngành toàn thể của xã. Về phía nhà trường, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu các ông ở trong các ông các bà trong ban giám hiệu trường mầm non, ban giám hiệu trường tiểu học, ban giám hiệu trường trung học cơ sở Bình Hòa. Đoàn do ông Nguyễn Văn Bốn làm trưởng đoàn, xin các quý vị một tràng pháo tay chào mừng. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu có các đại biểu ở hội đồng văn tộc các cấp, có ông Phan Minh Tài, chủ tịch hội đồng văn tộc tỉnh Nam Định, ông Phan Quang Liền, phó chủ tịch hội đồng văn tộc tỉnh Nam Định, ông Phan Văn Quý, phó chủ tịch hội đồng văn tộc tỉnh, ông Phan Văn Tương, ủy viên thường vụ hội đồng văn tộc tỉnh. Đoàn do ông Phan Minh Tài, chủ tịch hội đồng văn tộc tỉnh làm trưởng đoàn. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu các đoàn đại biểu hội đồng văn tộc huyện Lai Hậu, đoàn do Phan Văn Huyền làm trưởng đoàn, đoàn hội đồng văn tộc huyện Trực Ninh, đoàn do Phan Văn Đặng, chủ tịch hội đồng văn tộc làm trưởng đoàn, đoàn hội đồng văn tộc huyện Giao Thủy có ông Phan Văn Dưỡng, chủ tịch hội đồng văn tộc huyện, và ông Phan Đăng Hà, phó chủ tịch hội đồng huyện, ông Phan Văn Phi, phó chủ tịch hội đồng văn tộc huyện và các đại biểu trong ban chấp hành đoàn do ông Phan Văn Dưỡng, ủy viên ban chấp hành hội đồng văn tộc tỉnh, chủ tịch hội đồng văn tộc huyện Giao Thủy làm trưởng đoàn, xin các quý vị một tràng pháo tay chào mừng. Tiếp theo ban tổ chức là xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu hội đồng văn tộc xã Giao Tân do ông Phan Văn Hòa làm trưởng đoàn, đoàn đại biểu hội đồng văn tộc liên xã Giao Nhân, xã Giao Hải, xã Bạch Năng, đoàn do Phan Văn Phi làm trưởng đoàn, đoàn đại biểu hội đồng văn tộc xã Giao Lạc, đoàn do Phan Nam Hà làm trưởng đoàn, đoàn đại biểu hội đồng văn tộc xã Hồng Thuận, đoàn do Phan Văn Lễ làm trưởng đoàn, đoàn đại biểu hội đồng văn tộc xã Giao An, đoàn do Phan Văn Trung làm trưởng đoàn, đoàn đại biểu hội đồng văn tộc xã Giao Thanh, đoàn do Phan Văn Thanh làm trưởng đoàn, đoàn đại biểu hội đồng văn tộc thị trấn Hội Đồng, xã Bình Hòa, đoàn do Phan Văn Hưng làm trưởng đoàn, xin các quý vị một tràng pháo tay chào mừng. Tiếp theo ban tổ chức là xin trân trọng giới thiệu có các đại biểu, đoàn đại biểu đại diện cho ban văn hóa làng Đông Bình, đoàn do ông Phạm Văn Yết là trưởng ban văn hóa làng làm trưởng đoàn, đoàn đại biểu thầy chùa và ban bầu tử chùa Đông An làng Đông Bình, các là đại biểu trong làng, các đại biểu các dòng họ trong làng gồm có các đại biểu họ Phạm Phú Lê, họ Nguyễn, họ Phạm Vinh, họ Phạm Công, họ Phạm Viết, họ Trần, họ Phạm Hiếu, họ Phạm Đức. Các đại biểu thay mặt cho ban chi ủy, cán bộ xóm đội và nhân dân xóm 15 và các khu xóm ở lân cận, xin các quý vị một tràng pháo tay chào mừng. Tiếp theo ban tổ chức là xin trân trọng giới thiệu có các tổ thọ về dự. Ban tổ chức giới thiệu tổ thầu xây đoàn do Lại Văn Đạt làm trưởng đoàn, tổ thọ mộc, tổ thọ đồ thờ, tổ thọ sơn và nhà tài sản sơn sang ép giám đốc Lại Văn Cương. Về dự còn có đông đủ các cụ, các ông bà, trai đâu gái rể, cháu chắt nội ngoại của tổ đã về dự đông đủ, xin các quý vị một tràng pháo tay chào mừng. Kính thưa các quý vị, trong suốt quá trình thi công đã hoàn thành viên mãn, được sự ủy quyền của cụ Phan Minh Hóa, trưởng họ Phan khu vực 2,
ông Phan Văn Đăng nhận sự ủy quyền đó và thay mặt cho ban thánh tiết lên thể hiện lời diễn văn buổi lễ và báo cáo quá trình xây dựng cho đường. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thầy, chư chân linh tiên tổ, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể cháu chắt nội ngoại trong dòng phát tộc. Hôm nay, từ đường phát tộc khu vực 2, trong quá trình thi công tôn tạo, đến nay đã hoàn thành. Toàn họ đã nhất trí cao chọn ngày hôm nay, 15 tháng 12 năm 2019, tức là ngày 20 tháng 11 năm Kỷ Hợi, tổ chức lễ cắt băng khánh thành và đưa công trình vào sử dụng phụng thờ tổ tiên. Được sự ủy quyền của ông Phan Minh Hóa, trưởng ban tổ chức khu vực 2, và sự phân công của ban tổ chức, tôi thay mặt ban khánh nhất tiết nên thể hiện diễn văn buổi lễ và báo cáo tổ chức thực hiện quá trình xây dựng ngôi từ đường. Trước hết, cho phép tôi có lời chào mừng tới tất cả các quý vị đại biểu, thay mặt đảng, chính quyền xã Bình Hòa, hội đồng văn tập các cấp, ban văn hóa làng, các dòng họ trong làng, cấp ủy chi bộ, nhân dân xóm Nhọn 15, ban giám hiệu nhà trường và các quý khách cùng toàn thể trai râu gái rể, cháu chắt nội ngoại một tổ đã về dự buổi lễ khánh thành long trọng này. Xin kính chúc mọi người mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, ngôi từ đường quan trọng khu vực 2 tọa lạc tại làng Đông Bình, xã Bình Hòa, thờ Đức Thủy Tổ Phan Quý Công Quý Kính Từ Sĩ Tư, với tước phẩm quận Đông, nơi thờ chính Đức Thủy Tổ tại từ đường Phan Tộc thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Ngô Đồng ngày nay. Theo các bậc tiền nhân lưu truyền, khoảng năm 1680, Đức Thủy Tổ họ Phan cùng với Đức Thủy Tổ của các dòng họ Trần, Nguyễn, Phạm đã đưa con cháu về vùng đồng bằng ven biển trấn Nam Hạ định cư, hình thành làng Hoành Đông, còn có tên gọi là Hoành Nhất trong lục phủ Lục Hoành thuộc lục phủ Thiết Trường. Kính thưa các quý vị đại biểu, con cháu tổ họ Phan cũng như bao con cháu tổ của các dòng họ bạn đã từng bước phát triển, đinh họ ngày một tăng dần theo năm tháng. Cách đây gần 200 năm, một số con cháu tổ họ Phan và con cháu tổ của các dòng họ khác trong làng đã vượt qua sông Thiên Tạo Cồn Nhất sang vùng bãi bồi ven biển phía Nam để khai hoang, mở mang điền địa, trồng cấy và an cư lạc nghiệp. Ngày ấy, con cháu tổ ở nơi đây đã vật lộn với sóng gió, bao khó khăn trồng chất, nhưng vẫn nối tiếp và phát huy truyền thống ông cha, cùng nhau đoàn kết, động viên nhau chịu thương, chịu khó, chống chọi với thiên tai, địch họa, dần ổn định cuộc sống và từng bước trưởng thành, góp phần vào xây dựng và bảo vệ biên giới biển quê hương đất nước. Gian truân với cuộc sống thường ngày, nhưng mọi người vẫn luôn hướng tâm về cội nguồn, kính nhớ tổ tiên, tri ân các bậc sinh thành. Làng Đông Bình dần được hình thành, nơi thờ Phật, thờ thành hoàng làng, được nhân dân trong làng xây dựng. Các dòng họ ở nơi đây cũng quy tụ và xây dựng nơi thờ tự tổ tiên mình. Đây là đạo lý uống nước nhớ nguồn. Từ đạo lý nhân văn ấy, con cháu tổ họ Phan đã tâm nguyện cùng nhau xây dựng từ đường để phụng thờ các bậc tổ tiên.
quý tổ họ Phan, để mọi người có điều kiện tâm đắc kính tổ, nhất là những ngày đón Tết thuần tiết trong không khí, trong khi không tổ chức tập trung được tại từ đường chính, nơi thờ tự được thành lập thờ vào năm 1890 tại nhà Tô Trưởng. Sau 22 năm, năm 1912, dòng họ đã đặt viên gạch đầu tiên xây dựng từ đường thờ tổ, nay gọi là từ đường Văn Tộc khu vực 2. Những năm qua, con cháu tổ ngôi từ đường đã trải qua bao thiên tai bão gió và dần xuống cấp. Ngôi từ đường đã được trong họ duy tu sửa chữa nhiều lần, đặc biệt những lần sửa chữa nâng cấp lớn là năm 1959 duy tu lần một, từ năm 1996 đến năm 2000 xây thêm tiền sảnh, hiên và tiền lâu. Năm 2007 tiếp tục duy tu xây dựng lại hậu cung và sóng đồ thờ. Năm 2012 năm Nhâm Thìn, toàn họ đã tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày xây dựng từ đường. Cho đến nay, ngôi từ đường đã có 107 năm tuổi. Ngôi từ đường Văn Tộc khu vực 2 được xây dựng sớm nhất so với các từ đường của các dòng họ khác trong làng. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, trai, râu, gái, đẻ, Văn Tộc, ngôi từ đường trên 100 năm tuổi ấy, vào những năm gần đây, con cháu tổ đã nhận thấy bị xuống cấp, nhiều chỗ nứt rộng. Nhiều cuộc họp đã đưa ra bàn bạc, mọi người đều hướng tâm mong muốn xây dựng lại ngôi từ đường để phục thờ tổ tiên được khang trang hơn. Từ nguyện vọng chính đáng, toàn họ nhất trí cao và xây dựng lại mới toàn bộ ngôi từ đường trên nền đất cũ của ông cha, với xu hướng kết cấu kiên cố. Sự đồng lòng của con cháu tổ ngày 29 tháng 3 năm 2019, tức là ngày 24 tháng 2 năm Kỷ Hợi, đã làm lễ hạ giải, và ngày 16 tháng 4 năm 2019, tức là ngày 2 tháng 3 năm Kỷ Hợi, đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng công trình. Đây là một công trình lớn của Văn Tộc khu vực 2. Một công trình có dự toán tiền tỷ, toàn thể con cháu tổ đã đoàn kết một lòng, mọi người hướng tâm về từ đường, đã đóng góp tín cúng và nhiều công sức tiền bạc bằng vật liệu xây dựng, bằng đồ thờ nội thất. Đồng thời có sự nhiệt tình sáng tạo của ban xây dựng đã phối kết hợp nhịp nhàng, luôn động viên nhau vui vẻ đoàn kết. Các cụ cao niên như cụ Phan Văn Kỷ, cụ Phan Văn Thoa, cụ Phan Văn Thập và nhiều các cụ khác đã thường xuyên có mặt ở công trình theo dõi tiến độ thi công, tham mưu cố vấn cho ban xây dựng. Cụ ông Phan Minh Hóa là trưởng tộc khu vực, do sức khỏe yếu, cụ đã giao trách nhiệm cho ban xây dựng chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện. Gia đình cụ chủ động lo toan những công việc, các điều kiện tốt nhất để phục vụ tổ thờ, phục vụ cho công trình. Ban thánh đã biết xin ghi nhận sự nhiệt tình, trách nhiệm của tổ thờ xây, tổ thờ mộc, tổ thờ đồ thờ, tổ thờ sơn và nhà tài trợ Sơn Gia Lết, sự động viên của các dòng họ trong làng và bà con xóm tổ cơ sở. Kính thưa các quý vị, xây dựng ngôi từ đường, mức đóng góp ban đầu trai đinh trong độ tuổi đạt đóng góp là
2 triệu đồng. Các cụ tuổi cao từ 80 trở lên miễn đóng góp. Công trình xây dựng với số tiền lớn như vậy, ngoài việc đóng góp như trên, ban xây dựng còn được đón nhận nhiều tấm lòng công chức của con cháu tổ và cả người ngoài họ. Thay mặt ban xây dựng, tôi xin nêu lên một số gia đình điển hình như sau. Ngoài đóng góp tín cúng bằng tiền mặt, các gia đình còn tín cúng bằng hiện vật và đồ thờ. Tôi xin nêu một số gia đình điển hình như sau. Gia đình ông bà Lại Văn Khương cùng các con cháu tín cúng toàn bộ sơn tử đường trị giá 65 triệu đồng. Gia đình bà Phan Thị Quý Mùi cùng con cháu tín cúng một quả chuông trị giá 40.250.000 đồng. Gia đình ông bà Phan Văn Anh cùng các con tín cúng toàn bộ đá xẻ, bậc bệ ba thờ, bậc thềm, bệ cột đèn trị giá 15.040.000. Gia đình ông Phan Văn Khảng cùng các con tín cúng một nha hán, một bộ cửa võng tam kiều trị giá 13.500.000 đồng. Gia đình ông Phan Văn Hoán tín cúng một bộ câu đối vòm trị giá 5 triệu đồng. Gia đình ông Phan Văn Đằng cùng các con tín cúng 2 nắp cột vòng đèn cộng 1 cuốn thư trị giá 13 triệu đồng. Gia đình bác Phan Văn Lương Sơn tín cúng một bộ câu đối vòm và 1/2 bộ rồng nóc trị giá 12.500.000 đồng. Gia đình bác Phan Văn Tính tín cúng 1/2 bộ rồng nóc trị giá 4.500.000 đồng. Gia đình bác Phan Văn Quy tín cúng 1 cuốn thư trị giá 5 triệu đồng. Gia đình bác Phan Văn Kiều tín cúng 1 quả trống trị giá 2.200.000 đồng. Gia đình bác Phan Văn Bình, Nguyễn Phan Bình tín cúng 1 hương án trị giá 5.500.000 đồng. Gia đình bà Phan Thị Xoan cùng các con tín cúng bộ cửa bóng tả hiếu trị giá 12 triệu đồng. Gia đình ông bà Phan Văn Lợi tín cúng 1 cuốn thư trị giá 5 triệu đồng. Gia đình con cháu bà Phan Thị Toán tín cúng 1 quả chiêm đại trị giá 16 triệu đồng. 2 anh em Phan Văn Thái, Phan Văn Phúc, con bà Phan Thị Quang, thành phố Lào Cai tín cúng 1 bộ cửa chính bên phải trị giá 16 đồng. Và rất nhiều con cháu tổ trong và ngoài họ đã tín cúng bằng tiền mặt. Chúng tôi thông báo danh sách trên bảng biểu. Điển hình, gia đình bác Phạm Công Vinh tín cúng vào từ đường chúng ta là 10 triệu đồng. Kính thưa các quý vị đại biểu, sau gần 9 tháng thi công, công trình nay đang hoàn thành. Ngôi từ đường đã hiện hữu uy nghi lộng lẫy, rực rỡ mái ngói đỏ tươi, kiến trúc hài hòa, kim cổ kết hợp với nội thất, đồ thờ đầy đủ, bài tiết hợp lý, các đã làm cho không gian phục thờ trang nghiêm tôn kính, tiếng chuông ngân vang, nén hương thơm, tấm lòng thành tâm của con cháu tổ đã làm ấm cúng mái nhà chung. Nơi đây là nơi hội tụ mọi người được đón nhận vòng phúc của tổ tiên, trên dưới đoàn kết một lòng xây dựng nề nếp gia phong của dòng tộc. Các thế hệ cháu con từng bước phát triển và trưởng thành, tiếp tục học tập, công tác và được thành công. Kính thưa các quý vị, trên đây là một công trình lớn, rất nhiều lâm phan tộc khu vực 2 mong đợi. Hôm nay trong ngày vui, ngày trọng đại của phan tộc nói chung, phan tộc khu vực 2 nói riêng, thay lời cho cụ Phan Minh Hóa, trưởng phan tộc khu vực 2, thay mặt ban khánh nhà kiếp, xin ghi nhận sự hiện diện của các quý đại biểu cùng toàn thể trai râu gái đẻ, cháu chắc nội ngoại của tổ đã về dự buổi lễ các ban khánh thành này. Buổi lễ được tổ chức thêm phần long trọng là động lực cho công tác hoạt động của dòng họ. Một lần nữa,
xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể dân tộc, mọi người, mọi nhà an khang hạnh phúc, chúc buổi lễ các văn khánh thành thành công rực rỡ. Vâng, vừa rồi các quý đại biểu cũng như toàn thể phát tập chúng ta đã nghe bài diễn văn buổi lễ của ông Phan Văn Lăng, đã đánh giá cả cái quá trình tổ chức liệt ở trong dòng họ cũng như là tổ chức thực hiện của công trình. Kính thưa các quý vị, lễ cắt băng cánh thành hôm nay, phân tộc của khu vực 2 đã đón nhận được sự hiện diện của lãnh đạo đảng và chính quyền xã Bình Hòa. Các đại biểu đã về dự. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Bốn, thường vụ đảng ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Bình Hòa lên có lời phát biểu chúc mừng và tặng hoa tặng quà. Xin trân trọng kính mời ông. Kính này quy ninh hoan gia tiên tổ, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể quý vị đang hiện diện tại lễ khánh thành ngôi tổ đường thuộc dòng họ Phan tộc khu vực 2, làng Đông Bình, xã Bình Hòa. Hôm nay, trong không khí đầm ấm trang nghiêm, sau một thời gian tích cực huy động nhân tài vật lực, kết hợp đầy đủ các ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, dòng họ Phan tộc long trọng mời bà cô cháu gái các đời về vấn tổ tầm tông cắt băng khánh thành để đưa công trình vào phục sự tổ đường với ý nghĩa một là thể hiện đạo lý tri ân của các thế hệ hậu tôn đối với công đức cao dày của các bậc tiền nhân, truy tôn công đức của nghiệp tổ đã có công khai sáng ra các thế hệ con cháu đông vui thành đạt các ngày hôm nay. Hai là xây dựng tổ đường trên nền tảng cũ khang trang hơn, đẹp đẽ hơn, uy nghiêm hơn với ước nguyện nhỏ để cân xứng với công lao công đức cao dày của nghiệp tổ. Thay mặt cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng các ban ngành toàn thể địa phương, chi bộ xóm đội 15 nơi tọa lạc của ngôi tổ đường về dự chúc mừng trước hết. Xin nhiệt liệt ghi nhận công sức trí tuệ của tất cả dân tộc đã đoàn kết thống nhất tích cực giám sát tích cực đốc công và nhất cả trong suốt thời gian thi công đảm bảo thi công một cách an toàn, kết cấu công trình vừa đẹp hài hòa giữa kiến trúc cổ kết hợp với tân tiến hiện đại nhưng vẫn giữ được những thuần phong mỹ tục tập tục thờ cúng tiên tổ của người Việt Nam nói chung, phong tục tập quán gia lễ gia phong của các dòng họ trên địa bàn xã nói riêng, trong đó có dòng họ Phan tộc chúng ta. Chúc mừng những kết quả mà cả họ chung tay tạo nên một dấu ấn, một công trình thế kỷ vừa mang tính vĩ mô, quy mô, một thông điệp nhắc nhở cháu con trong dòng tộc hãy luôn làm tốt đạo lý tổ tiên trồng cây đức, con cháu đắp nền nhân, cây có gốc mới nở nhành xanh lá, nước có nguồn mới bể cả sông sâu, người ta nguồn gốc từ đâu, trước có tiên tổ rồi sau có mình. Tôi đề nghị tất cả các quý vị đại biểu hãy nhiệt liệt chúc mừng kết quả trên của dòng họ chúng ta. Thưa quý vị đại biểu, dòng họ Phan tộc là một trong năm dòng họ lớn trên 40 dòng họ của ba làng trên địa bàn toàn xã nói chung, là một trong những dòng họ ngay từ những thập kỷ 20-30 về trước sớm huy động mọi nguồn lực đóng góp xây dựng ngôi tổ đường để phục sự tiên tổ theo đạo lý biết ăn quả ngọt ơn người trồng cây, kết hợp với tinh hoa truyền thống ăn đặc bản sắc văn hóa của dân tộc Việt. Cho đến nay, kể từ khi xây dựng, họ đã nhiều lần huy động trùng tu, không chỉ là nội cung nội tự hậu nông cũng như mua sắm bổ sung các đồ thờ tự để nơi thờ nhà tổ được trang nghiêm. Song với trên 100 năm chứng kiến bao cảnh thăng trầm đổi thay cùng tuế nguyệt, họ đã quyết định hạ lại để xây dựng mới trên nền tảng cũ, đó cũng là đạo lý nên làm của các bậc hậu tôn. Trên địa bàn toàn xã, dòng họ Phan tộc cũng là một dòng họ có con cháu học hành thành đạt, tham gia công tác trên tất cả các nhiệm vụ như quân đội, công an, lao động thương binh xã hội, khoa học kỹ thuật. Điều đáng ghi nhận ở đây là một dòng họ không tập trung mà phân bố ở các xóm, các thôn trong xã, ngoài xã, thậm chí cả ngoài tỉnh. Tuy vậy,
nhưng vẫn là một dòng họ gương mẫu đầu đầu trong việc thực hiện và tinh giản các thủ tục rườm rà trong việc tổ chức tang lễ cho người quá cố theo nếp sống văn hóa mới. Trước khi ngừng lời, xin thành tâm kính chúc Phan Gia Tiên Tổ anh linh hiển thánh phù cho quốc thái dân an, phù cho con cháu dân tộc dòng tộc xuân về đa cát thắng, hạ đến cáo bình an, thu tới cấm tan tai, tâm qua huynh bách phúc. Xin kính chúc quý vị đại biểu cá nhân cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, bình an, gặp vạn điều tốt lành trong cuộc sống. Chúc lễ khánh vận các văn khánh thành dòng họ Phan tộc hai Đông Bình của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Về dự buổi lễ các văn khánh thành hôm nay, Đảng ủy Hội đồng dân, Ủy ban dân có bó hoa tươi thắm, xin được chúc mừng. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phan Văn Năng, thừa sự ủy quyền của ông Phan Minh Hóa, trưởng tộc của cành nhành hai làng Đông Bình, nên đón nhận bó hoa tươi thắm. Tiếp theo chương trình tặng hoa, ban tổ chức được xin trân trọng kính mời ông Phan Minh Tài, chủ tịch hội đồng Phan tộc tỉnh Nam Định lên tặng hoa. Tiếp theo ban tổ chức được xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phan Văn Dưỡng, chủ tịch hội đồng Phan tộc huyện Giao Thủy thay mặt cho đoàn lên tặng hoa. Đại biểu trong các dòng họ trong làng và các tổ chức xã hội trong làng lên tặng hoa. Kính thưa các quý đại biểu, kính thưa ban Phan tộc, giờ này là ban tổ chức chuẩn bị cho chương trình lễ cắt băng khánh thành. Trước hết, ban tổ chức được xin trân trọng kính mời các cụ, các ông được trong họ tiến cử tham gia trong đoàn cắt băng khánh thành. Xin trân trọng kính mời ông Phan Văn Nhâm, trưởng họ. Xin kính mời cụ Phan Văn Đương thay mặt cho hội đồng Phan tộc ba khu vực. Xin mời ông Phan Văn Giám thay mặt cho Phan tộc khu vực 2. Xin trân trọng kính mời ông Phan Văn Lăng thay mặt cho ban khánh lễ tiết. Và xin mời cụ Phan Văn Kỷ, kỷ lão trong dòng họ. Xin mời năm đại biểu đứng trước tiền đường để chuẩn bị cho nghi thức cắt băng khánh thành. Xin trân trọng kính mời các đại biểu. Hôm nay toàn họ thống nhất chọn ngày hôm nay làm lễ cắt băng khánh thành, chính thức đưa công trình vào sử dụng phục thờ tổ tiên. Giờ đây các đại biểu tham gia lễ cắt băng khánh thành đã trang trọng nơi tiền đường. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các cụ, các ông ngồi chiêm ngưỡng và nghi thức lễ cắt băng khánh thành bắt đầu. Kéo.
xóm trưởng, đội trưởng của xóm 15, đoàn đại biểu bà con khu xóm lân cận, đoàn do Phan Văn Thủy trưởng đoàn, tổng đoàn, đoàn do Phan Văn Yết trưởng ban văn hóa làm trưởng đoàn đã vào dân quân, đã vào để thể hiện. Phải nói rằng trong thời gian vừa qua, công trình xây dựng đã có sự động viên của ban văn hóa làng, của những người gần gũi nhất và các dòng họ bạn, là nguồn động viên, là động lực cho công trình văn tật khu vực 2 đã hoàn tất công trình nhà tổ hôm nay. Ban tổ chức xin trân trọng ghi nhận và xin kính mời các đại biểu vào bái đường để dâng hương dâng lễ kính tổ. Xin trân trọng kính mời các đại biểu. Đây là đoàn đại biểu các cụ cao niên, trưởng các quy chi, các phái, các giải của trong phân tộc và khu vực. Các cụ đại diện cho toàn thể phân tộc vào để dâng hương kính tổ. Giờ này các cụ đã có mặt ở trước nơi tiền đường. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các quỳ vào bái đường để dâng lễ dâng hương kính tổ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý đại biểu, thưa toàn thể phan tộc, có được công trình như ngày hôm nay phải nói văn cháu tổ là những người đã đóng góp không riêng về công sức, tiền bạc, trí tuệ, đủ mọi các nguồn lực để có công trình như ngày hôm nay. Nhiều gia đình đã tiến cúng như ông Phan Văn Năng, trưởng ban thánh đã tiết đã báo cáo ở bài diễn văn, và nhiều các gia đình cũng có những tấm lòng tấm lễ để kính tổ. Giờ này hai gia đình ông Phan Văn Cả và gia đình cô Nhí ở Trần Ninh đã về làm lễ dâng hương kính tổ. Thay mặt cho ban tổ chức xin được ghi nhận và xin kính mời đoàn vào bái đường dâng hương kính tổ. Xin trân trọng kính mời. Và ghi nhận sự hiện diện của các quý đại biểu đã về dự và có lễ kính tổ. Một lần nữa xin kính chúc các quý đại biểu, chúc toàn thể các cụ, các ông bà cùng toàn thể trai râu gái rể cháu thân là ngoại của tổ luôn dồi dào sức khỏe, gia đình an khang hạnh phúc. Xin các quý vị cùng toàn thể phan tộc nổ một tràng pháo tay chúc mừng sự thành công của tổ.